Không có tiền nha, tháo luôn cái xích luôn đó. Đây là các bạn biết đây là gì không? Đó, đây là dàn nhạc sống. Đó, dàn nhạc sống gồm có súp full rồi ha. Nhưng mà cách nay 2 năm 3 năm về trước là dàn này là dữ lắm đó nha. Thì bây giờ mình đến tư vấn là ông anh để đổi dàn nhạc sống này là thành hai bộ lo kéo nha. Đó, mình giờ mình sẽ tháo ra. Tháo ra. Lấy kìm gấp ra. Tháo ra. Mình tháo ra để mình ráp lại thành một hai dàn lo kéo. Đó, các bạn nào mà có nhu cầu mà mình tháo bỏ dàn sống mà để thành lo kéo thì liên hệ với mình nha. Có nhân viên tới nhà làm qua số điện thoại 0948 858685. Gặp ca Thanh Cao ha. Thì mình sẽ tới nhà mình sẽ làm cho các bạn lắp đặt hoàn chỉnh, tư vấn lắp đặt hoàn chỉnh và làm cho các bạn hát ngon lành luôn. Đó, mình đang tháo đây nè, tháo cái dàn nhạc sống ra, ráp thành bộ lo kéo khủng luôn nha các bạn. Đó, các bạn thì thời buổi bây giờ là người ta xài lo kéo không à, còn nhạc sống giờ hết IQ rồi. Thì các bạn có nhu cầu mà làm lo kéo vậy á thì gọi cho mình để tư vấn cho các bạn nên làm sao và tốn nhiều tiền. Đó. Mình sẽ chút nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cái quy trình lắp ráp nha. Đó, lo là mình tháo ra vậy nè. Mình tháo mình lấy lại cái bát với cái chép thôi. Bát chép thôi. Tháo ra mình lấy bát với lo chép thôi nha. Còn các vỏ và linh kiện khác là mình đã thay mới hết để cho thành một cái lo kéo hoàn chỉnh, công sức lớn. Ở đây mình đang tháo cái vỏ lo kéo khủng ra nha. Mình tháo ra để mình thay đổi cái cấu hình. Thay đổi cấu hình lo nhạc sống thành lo kẹo kéo. Đó, mình tới nhà mình lắp vô luôn nè. Các bạn nào mà có nhu cầu lắp lo tận nhà thì gọi cho mình. Gặp anh Cao đẹp trai, anh Cao ráp chưa? Đó. Đây. Cái này là cái súp 5 tấc nha các bạn. Súp 5 tấc. Cái này là súp 5 tấc. Cái này là full 4 tấc. Full 4 tấc. Full 4 tấc. Mình sử dụng họng chép array. Thì củ chép là 750. Đó. Cái lo này là lo khủng luôn nha các bạn. Đó, thì cái này là cái súp 5 tấc này nha các bạn. Súp 5 tấc. Còn bên đây là lo full 4 tấc. 4 tấc ha. Này là full 4 tấc. Cái này là mình sử dụng họng chép array. Sử dụng chép 750. Đó, cái lò kéo này là hát là tiếng rất là hay nha. Nó hát như nhạc sống nữa, đánh rung nhà nữa. Nhà sàn là để dưới nhà sàn là hát là cá dưới sông là nhảy lên luôn á. À, các bạn sẽ chuẩn bị đón xem một siêu phẩm lo kéo khủng nhất, dài là việc dài là 1m4, cao là 1m. Đó, hệ thống nó gồm 2 full 4 tấc và một full 5 tấc, súp 5 tấc.
Thì cái hệ thống loa này là mình sử dụng linh kiện cũ của chủ nhà. Chủ nhà đó, hồi trước đi nhạc sống, bây giờ do nhu cầu nhạc sống giờ không xài nữa mới chuyển qua lo kéo. Thì bạn nào có nhạc sống mà không có đi á thì mua lo kéo thì mắc tiền lắm, thì chuyển qua thành bộ lo kéo nha, thì liên hệ với mình để mình tư vấn cho các bạn. Thì tiến hành mình ráp chép vô cái mình bắn ốc vít vô cái là đấu hệ thống dây nữa là xong cái lo kéo. Mình có đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm lắp đặt tại nơi cho quý khách nha, quý khách cứ an tâm đem tới nhà. Cái men này còn hát được hai kênh không? Hát được hai kênh không? Còn hát được hai kênh hết không? Lọt chứ. Đó, tiến hành mình lắp vô. Đó, đúng rồi đó. Đó. Đội ngũ tay nghề của bên điện máy Thanh Cao và đã có kinh nghiệm 10 năm rồi nha. Đó. Ngay anh chủ nhà rất chịu chơi nha các bạn. Đó. Cái súng bông bắn chệch lắm á, bắn chép đi, còn súng kia bắn lo. Quay bắn lo đi, để bông bắn chép đi. Súng nó chệch á. Từ từ thôi, không gấp, làm cho an toàn. Bên xưởng lò có Thanh Cao là chuyên về làm về âm thanh nha. Nói chung là về các lĩnh vực âm thanh cái nào mình làm cũng được hết. Mình không phải những có xưởng lắp, mình có đội ngũ đi tận nhà để ráp lo cho khách luôn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi cho mình để làm tặng mắt lên cho các bạn thấy biết cái lo mình đã được ráp làm sao, cấu hình sao. Này anh đóng chiếc đóng khung sắt, hàng khung sắt gắn 42 đúng sao đa vô cái lo được luôn, để đó hát luôn. Chế đó chắc cũng phải 2 triệu nè. Anh làm được luôn không? Có máy hàng không? Này là cách hàng mình nhập khẩu từ lo nhạc sống qua lò kéo. V á. Cái lo của mình là sử dụng dán ép luôn nha các bạn, dán ép nó chắc nó cứng lắm. Nè, qua lấy cái van với micro nè, gắn qua bắt ốc luôn cái van đó với micro đó. Micro đó còn hát tốt không? Đang hát còn lắm, đang hát đùng đùng hôm nay. Dạ. Yeah.
các bạn đã theo dõi cái quy trình mà tận dụng những cái lo nhặt sống của mình trước mình không có xài á, không xài nữa thì mình chuyển qua thành lá khéo, đỡ tốn được chi phí cho các bạn nha. Các bạn bắt ốc chưa? Rồi dựng lên đó, hiểu không, thành một cái lò kéo khủng luôn thôi. Rồi mình sẽ tiến hành mình đấu dây nha các bạn. Hai gút là nhập vô kênh, hai cái hai gút dập lại đó. Này là chưa gắn mặt lưới vô nha, chút gắn mặt lưới vô đẹp lắm. Thì mình quay cho các bạn xem cái cấu hình lò khủng đang chuẩn bị hoàn chỉnh. Rồi đấu dây vô, đấu dây canh nông vô, hai cộng à. Đó. Tốn tiền á, 60.000 cộng á. Làm ổ điện đi, trong thời gian rảnh là làm ổ điện đi. Đó, các bạn thấy cấu hình lo này cũng nhất luôn đó các bạn. Xài xích 5 tấc con cầm, hai bên là hai cái full 4 tấc con 75. Mình làm vậy là chi phí tiết kiệm được cho chủ nhà đến 60% nha các bạn, 60-70% luôn nha, tiết kiệm chi phí. Thay vì mua cái lo tới 25 triệu thì chủ nhà tốn có 7 triệu à. Bạn thấy anh chủ nhà chịu chơi không? Thì vì âm thanh là cái món ăn tinh thần của mọi người, thì ai cũng muốn cho mình có một cái dàn âm thanh đỉnh để hát. Thì các bạn có muốn cái nhu cầu đó thì các bạn cứ gọi cho mình ha, dàn âm thanh đỉnh nhất thì gọi cho mình qua số điện thoại 0948858685 để mình tư vấn cho các bạn. Anh khóc khi anh nhận ra.